Chào mừng quý vị quay trở lại với Loa Kéo Xanh. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Loa Kéo Xanh tiếp tục giới thiệu quý vị một dòng loa kéo cao cấp được thiết kế vỏ gỗ với bát 4 tấc. Thế nhưng điểm đặc biệt, nó chỉ có giá bán chỉ 4 triệu đồng tại Loa Kéo Xanh. Trong khi đó, chiếc loa kéo này đang được phân phối trên thị trường với giá ngoài 4 triệu 500 nghìn đồng. Thế nhưng tại Loa Kéo Xanh, chúng tôi chỉ bán với giá 4 triệu đồng, tạo điều kiện cho những quý vị có mức ngân sách không quá lớn nhưng quý vị vẫn có thể là mua sắm được những thiết bị cao cấp để sử dụng cho những mục đích hát karaoke hoặc nghe nhạc chuyên sâu. Yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Qua cái mặt lưới màu đen, quý vị có thể nhìn thấy một cái cổ bát 30, một bát 40 và một chép được đặt trong họng kèn. Mặc dù có giá bán khá rẻ, tuy nhiên chiếc loa vẫn đảm bảo một công suất phát nhạc ấn tượng với giải trầm của nó không quá mạnh nhưng vẫn đảm bảo độ chắc và sâu. Điểm nhấn của chiếc loa chính là cái bàn DJ bên trên. Thực chất đó là chỉ một bàn điều khiển bình thường thôi, nhưng được thiết kế giống như một bàn DJ để nó tạo cảm hứng cho quý vị khi chơi nhạc. Quý vị cũng được trang bị một cái màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động của loa, các nút điều chỉnh volume và micro, các chỉnh equalizer để chỉnh bass chép theo ứng echo, delay vang nhại. Ngoài hai mic đi kèm, quý vị cũng được trang bị thêm hai cổng cắm mic dây vào đây để dùng thêm hai mic dây, tức là tổng cộng quý vị dùng được 4 mic tất cả. Ngoài ra thì một cổng cắm nhạc cụ cũng được bố trí, quý vị có thể cắm các loại đàn vào đây, đàn guitar, đàn organ, các loại đàn điện cắm vào đây, ok. Mặc dù có thiết kế vỏ gỗ và bát 4 tấc, tuy nhiên chiếc loa này chỉ nặng khoảng hơn 20kg. Nó khá nhẹ so với những dòng loa kéo vỏ gỗ bát 40 khác. Và đi kèm theo điều đó thì tiếng bát của nó cũng không thể uy lực, không thể mạnh mẽ bằng những dòng loa kéo có trọng lượng lên tới 30kg. Tuy nhiên nó vẫn đủ sức đảm bảo cho quý vị chơi nhạc ở ngoài trời, ở những nơi ồn ào, ở những không gian rộng lớn, hoặc chơi trong nhà với một căn phòng rộng dưới 40m2 thì âm thanh vẫn đảm bảo được quý vị có thể hát karaoke thoải mái với chiếc loa kéo này. Mặc dù có trọng lượng và kích thước nó không phải là quá lớn, tuy nhiên nhà rất vẫn trang bị cho chiếc loa này hệ thống bánh xe và tay kéo rất bền chắc. Đây quý vị có thể nhìn thấy loa được trang bị tới 4 bánh xe đa chiều, có thể di chuyển theo mọi hướng. Bánh xe và kim loại nó cho cái khả năng chống chịu những va chạm vật lý rất tốt. Ở phía trên loa cũng được trang bị cái hệ thống tay cầm để quý vị có thể là cầm chiếc loa lên, nhấc nó lên, di chuyển rất dễ dàng. Về mặt kết nối, chiếc loa này có kết nối Bluetooth là kết nối thông dụng nhất hiện nay. Ngoài ra, quý vị cũng có thể cắm thêm USB và thẻ nhớ. Ở phía sau của nó, quý vị sẽ có được ngõ vào và ngõ ra âm thanh, cổng sạc nguồn và công tắc nguồn ở phía sau. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, tre xanh nhà nghiêng hàng xưa, và đây là dòng sông ta thương mến. Thưa quý vị, với cái mức giá chỉ 4 triệu đồng, nếu như quý vị lựa chọn những cái dòng loa kéo vỏ gỗ, thông thường chính vị chỉ mua được những dòng loa bát 30. Tuy nhiên với chiếc Temisen QX151 này, quý vị đã có thể sở hữu được một loa bát 40 rồi. Để phô diễn được sức mạnh của chiếc loa kéo này, mình sẽ mở một bản nhạc cực mạnh để quý vị có thể thưởng thức và cảm nhận âm thanh của nó. Quý vị hãy lắng tai nghe và cảm nhận giải trầm của nó mạnh mẽ đến mức độ nào.
âm lượng của loa đang mới chỉ ở mức 55% thưa quý vị. Đi kèm theo loa, quý vị được trang bị hai chiếc micro không dây bằng kim loại. Nó được thiết kế rất là đẹp. Và sau đây mình sẽ test âm thanh đến từ hai chiếc micro này. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quý vị thân mến, quý vị đang nghe tiếng nói của mình phát ra từ chiếc micro của loa kéo MixQX151. Thì quý vị cảm nhận được là micro nó được hút giọng khá tốt, đặc biệt giọng nói nó vẫn được thể hiện ở mức độ trầm bấm trong trẻo rõ ràng, và tiếng vang tiếng nhại của nó cũng rất là uyển chuyển mượt mà thưa quý vị. Anh xin em giữ trọn lời thề, dù mình nghèo người đời ghen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Những cái dòng loa kéo của Temixen thì quý vị đã rất quen thuộc với những dòng cao cấp như là dòng GD, dòng ED. Và đây là dòng QX, một dòng sản phẩm tầm trung giá rẻ của hãng loa kéo này. Nó không có những tính năng và những cái chất lượng cao cấp giống như trên dòng GD và ED. Tuy nhiên, nó vẫn thừa hưởng những cái đặc điểm truyền thống của hãng loa kéo Temixen. Chẳng hạn như nó có một cái thiết kế rất là hầm hố, trông nó rất là mạnh mẽ nam tính. Đồng thời, nó có những cái trang bị những cái mạch âm ly công suất lớn. Nó có thể đưa đến cho quý vị những cái bản nhạc với cái sự hoành tráng đến từ dải trầm. Âm thanh của nó thực sự cũng khá là ấn tượng. Và quan trọng hơn là mức giá của nó rẻ hơn, dễ chịu hơn rất nhiều so với dòng GD và dòng ED. Đôi mắt long lanh, nghe tim con vẫn còn ngày xanh. Một cánh hoa em cài mãi tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đường anh mặc áo cưới, ta bên nhau xây dựng ngày mai. Nhắc lại, chiếc Temixen QX151 đang có giá phân phối trên thị trường là 4.500.000 đồng, giá tại loa kéo xanh chỉ 4 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu đặt hàng hoặc tư vấn, vui lòng liên hệ một trong hai số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giữ trọn tình quê.